Hello, xin chào bạn đến kênh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách đi làm một cái kèn từ lá dừa. Chiều vừa vẫy lên được đi. Chiều cho cái gãy cho khô khô sớm mai ướt lắm.
được làm cái nhỏ lắm. Đây cách làm kèn nhé. Video mình đến đây xong. Xin chào tạm biệt các bạn.